đông quá sao mà đổ được, bên kia là quá trời đông kìa. Cho anh review đi nha. Anh sống được luôn à? Cái này là trang trí bạch cọp. Luôn em ngồi uống nước luôn à? Để mình xem anh pha đây, pha đi. Hôm nay chị nói sao là bánh cọp ra xong rồi bỏ cái gì lên đó. Tung tung á. Chừng nào cái bánh mà nó lên giống gì là nó mới chín nè. Đây, khi nào cái bánh nó chín rồi nó sẽ vàng như này đây. Mày bị lóc quá. Chín cho em. Vô chín anh ơi. Có 1.000 người đăng ký rồi đấy nha. Tân Sinh. Anh Tân Sinh, anh xin nghĩ cho một phát biểu cảm nghĩ về cái bánh khọt mà chị Linh đã đổi. Nhìn rất ngon nha. Nhìn rất ngon. Ngon. Sao em hỏi anh Sinh chứ em không hỏi anh là giờ anh tên gì? Anh tên gì? Tên Lân nha. Anh tên Lân là anh hỏi anh Sinh thấy bánh khọt như thế nào? Bánh ngon đó. À, anh ngon. Anh Sinh thấy bánh khọt rất là ngon. Còn anh Linh, còn anh Lân. Nhìn rất là hèn luôn. Dạ, ý kiến của anh cũng được ghi nhận đâu. MC gì là chết rồi. Chín nhanh nhanh rồi còn ăn nữa chị ơi. Để xíu đi mọi người. Chưa từ từ để mặt kia cho nó vào mặt. Chín lẹ đi. Cẩn thận nha, không là nhúng cái tay vào đấy là xong rồi nha. Bình tĩnh nha. Nó vàng vàng hai đầu. Con chị tính gì? Không biết tên. Trời ơi. Em muốn kêu chị bằng gì? Này là team team sáng của Sunny. Chị Nhật làm việc tại Sunny bao nhiêu năm rồi? 4 năm. 4 năm rồi. Nhà chị xài TV gì vậy? Hai cái bàn là kìa, có
là nó nóng lên luôn ạ. Đầu của em. Quá sức là đẹp luôn. Những cái bánh khọt lạ nhất mà từng thấy luôn. Trời ơi, vậy là chết rồi. Dạ, đẹp lạ chứ không phải là xấu. Anh lắm á. Cái này bự nè, cái này bự nè. Không phải bỏ vô này đâu. Bỏ vô. Bỏ vô, bỏ hành, bỏ hành bỏ. Bỏ hành chắc bỏ sau đi. Cắt cái này lên chắc chơi vậy. Để xong rồi biết rắc. Rồi, ai lúc nãy nữa rồi không thanh ký nha. Rồi, đúng rồi. Có ai đang live stream không? Chắc chắn là đang trời ơi, bao nhiêu người đang xem rồi? 1.000 người đang coi rồi. Ông nội ông quay offline. Nãy giờ nó muốn khan của học luôn. Người ta đang làm vlog này. Đang làm vlog hả? YouTube đó trời. YouTube là anh là gì? Ôi, ta là YouTuber đó. Mai em là sẽ nổi tiếng. Kênh tên là gì? Kênh tên là gì? Miệt Vườn Trà Vinh em. Miệt Vườn Trà Vinh. À, xin chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh vlog của Miệt Vườn Trà Vinh. À, hãy lôi lại là mình đây. Anh là tên gì? Anh à. Quân vlog. Anh là Quân. Anh lộn bạc Quân vlog à. Này à, bạn tên vlog các cháu ơi. Hôm nay mà lại tiếp tục làm clip. Mai là cái dòng của em sẽ được cắt hết em ạ. Anh ở Trà Vinh lên nữa không? Anh ở Cùng An. Cùng An à. Chở anh lên thành phố trước. Tiếng đâu có vừa đâu. Hôm nay Việt Nam chứ đâu phải. Rồi gắt cái này ra. Sao cái này mình ngủ ngủ vũ vũ như mít tay chip được không? Mình vũ vũ như mít tay chip vậy đó. Văn ra ngoài kỳ lắm. Mấy cái clip mà chéo trắng hay là gì nè. Này cũng không biết luôn. Không biết ai luôn. Biết này, biết này, biết này. Biết này. Cái nhà anh thì biết nè, nhìn quen quá. Biết luôn á, thằng Bân Vy. Anh Hưng có chụp hình với em để dán tường không anh ơi? Anh ơi. Anh Hưng có chụp hình với mọi người ơi. Đẹp rồi đó. Đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi, đẹp rồi. Rồi, đó, chụp hình đi. Rồi, ăn đi mọi người. Ủa, đăng ký. Chụp hình, chụp hình. Chụp hình, chụp hình. Chụp hình lại đây nè. Chụp hình lại.